mến chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay em có mặt tại chùa Tây Tài Suốt cô bác chị. Thì em đến đây em thông báo đến cô bác chị là ngày 5, ngày 6, ngày 7 tới đây sẽ là ngày lễ kết trái xi măng. Thì hiện giờ hai bên đường vào chùa thì bà con Phật tử đến, bà con cô bác đến đây để buôn bán rất là đông luôn ha. Rồi chỗ nào cũng có vị trí của người đó hết các cô bác chị. Thì dãy hai bên đây đó, đây ra tới quốc lộ là rất là đông, cũng như Phật tử đến bán các cô bác chị. Vì lý do nhạc nhiều quá, mong cô bác chị thông cảm em. Đó, nhạc đó em không biết sợ bị dính bản quyền không hết cô bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là em đi một vòng ha. Đây buôn bán ở đây rất là nhiều luôn nè. Thì em mời cô bác chị đồng hành cùng em đi dạo quanh một vòng. Nhạc quá trời nhạc luôn cô bác chị. Thì đây là cổng vào nè cô bác chị ạ. Này, hai bên đây thì bán đồ rất đông ha. Thì em đi dạo quanh một vòng gửi đến cô bác chị. Tiếng nhạc rất là quá trời nhiều luôn, mong cô bác chị thông cảm ha. Đường này là đường vào cổng chùa Đại Tài Suốt ha. Trước màn hình cô bác chị là đường cầu vào. Đây bà con cô bác đến đây cũng buôn bán rất là đông luôn ha. Hai bên dãy bên đây là buôn bán toàn bộ rất là đông luôn. Đây chùa mở nhạc quá thì không biết quay đường nào luôn, cô bác chị thông cảm ha. Chỗ nào không có nhạc em mới quay. Còn quay nãy giờ nữa. Đó. Đây có anh Thắng miền Tây nè. Anh Thắng sao? Anh Thắng không quay anh Thắng? Nhạc quá sợ dính bản quyền. Nhạc quá hả? Sợ dính bản quyền. Ờ anh lại đây hồi nào? Mới lại nè, coi coi có gái xinh không đang quay bây giờ, không thấy thấy rằng là mấy già không ạ? Ờ anh 90 tuổi không quay anh vậy. Anh có thể thông báo cho bà con cô bác biết là ngày nào vào lễ anh Thắng? Ờ ngày 5/6/7 tháng 4 năm 2024 là còn bữa nay hai tay rồi, còn 3 bữa nữa đó. À, còn 3 bữa nữa ha. Nói chung là bây giờ ở Sà Mã Sóc Trăng thì anh em chơi trước cả nửa tháng đó. Chứ không phải vừa đâu. Chơi chừng nào mà hết ly thôi đó. Chơi chừng nào hết tiền thôi. Chơi trước cả nửa tháng. Anh biết chừng nào di chuyển đá xi măng không anh Thắng? Thì chắc ngày bữa trước ngày là chắc ở mùng 4 á. 4 tay ha. 4 tay á. Rồi mùng 5 là ta cắt băng Khánh Thành rồi. Đúng rồi, sáng mùng 5 các bạn Khánh Thành anh thấy ha. Thắng miền Tây trời tươi ghê luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Đó thấy ảnh ngồi chưa? Thấy anh em trong đây xuống này người ta là để anh em lại đây ủng hộ cho anh em nè. Những bó nhang một bộ vậy là có 20k thôi. Tôi đi bán tập này là biết nhiêu chùa rồi mà tôi thấy không có thấy ai mà bằng giống anh em ở trong đây xuống này. Là người ta chịu chơi nhất. Là chơi là mẻn luôn đó, là mẻn luôn hả? À? Mẻn luôn á. Rồi chơi với một cái tiền thôi đó. Một cái đầu cá là nhậu cỡ 5 lít á. Vậy là tại giờ anh chưa quay được clip nào hết hả anh ấy? Chưa, nhạc quá không dám quay. Giờ lại chơi thôi. Đợi cái đó, đầu cá hai anh này là thiếu thiếu cử. Đây cô bác chị thì nãy giờ nhạc nhiều quá, mong cô bác chị thông cảm giùm em ha. Bây giờ em đi một vòng gửi đến cô bác chị buổi chiều. Buổi chiều cũng như là lễ kết giới xi măng trước hai ngày của chùa Đại Tài Suốt cô bác chị. Buổi chiều đây là chỗ chánh điện cô bác chị. Trước màn hình của bác chị là ngôi chánh điện. Thì cũng như trang trí ngạp đã xong hết trơn rồi cô bác chị. Thì em tới đây em quay những bức phim gửi đến cô bác chị, tại vì nhạc nhiều quá mong cô bác chị thông cảm giùm em. Đây cũng đang trang trí xong của tên sự đây trang trí thì em tới buổi chiều em tới đây em quay những thước phim gửi đến của bác chị. Bên kia thì nhạc nhiều quá, thì đây buôn bán cũng đã đâu đó ăn hết rồi. Đây em tới đây em quay những thước phim rồi gửi đến của bác chị, cũng như sắp sửa tới lễ kết giới xi măng ha của bác chị. Anh sư cũng đã trang trí những bông hoa, đây là trong phần lễ đài. Oh.
Đây cô bác chị, buổi chiều của chùa Đại Tài Xuất là rất là thoáng mát và đẹp luôn. Thấy cô bác chị thì bắt đầu em mời cô bác chị đi một vòng cũng như bên đây ha, là cũng như là không có tiện lại bên kia là nhạc nhạc quá trời luôn, em né nhạc cái cô bác chị thì mong cô bác chị thông cảm. Rồi đây là những chú voi cũng được thay màu áo mới. Đây là buổi chiều của chùa Đại Tài Xuất. Bó bán bún bán vậy ha. Thì đường vào, đường vào của ngôi chánh điện đây là cô bác chị là khu đường chánh. Ở trước màn hình của bác thì chỗ cầu Bố Thảo còn trắng trở về ha. Nãy em có thể quay những phim gửi đến của bác chị cũng như là quốc lộ. Đây. Đây bên đây buôn bán rất là đông. Đây là chú voi bữa hổm cũng được thay màu áo mới mà chị cũng buôn bán ha. Chạy dữ vậy trời, chưa có quay nữa mà chạy dữ vậy trời. Bún nước lèo có nè ha. Phòng dịch lộn cũng có luôn. Bất cứ cô bác anh chị muốn ăn cái gì có đó đó. Thì nghe mở nhạc nhiều quá em chỉ có chậm. Thì bữa hôm nay là tượng Phật của rước từ thỉnh về nè cô bác chị. Em không có tiện đi qua bển, em chỉ có đi vòng vòng ở đây thôi để đến cô bác anh chị ha. Đây cái này là em đi ở ngoài trước cổng chùa Đại Tài Xuất ha. Trước màn hình của bác chị là ví dụ mình đi đường từ quốc lộ vào cũng được. Cô bác chị. Thì em tới đây em ghi hình những thước phim để đến cô bác anh chị ha. Thì bắt đầu. Đây xe. Anh Thắng. Xe chở bông hoa lên trang trí nè. Có sư ở trển nữa nè. Đó. Đây bánh cống Đại Tâm nổi tiếng này không vậy đó. Bánh cống Đại Tâm mà đó. Cống rất là nổi tiếng luôn. Đây bánh cống ha. Đó thì từ cầu trắng qua là đi chạy đường bên cái được. Bây giờ người ta chưa lợi thì cho cháy bán. Cái người ta lợi rồi thì ở giờ nào chứ dụng đi giờ đó. Hiểu không? Cái này là em đi một vòng gửi đến cô bác chị ha. Buổi chiều Phật tử đến đây cũng rất là đông. Thì nói chung là còn có 3 ngày nữa thôi. Thì đến ngày lễ kết giới Sima ngôi chánh điện ha. Trời ơi cô nè. Cô làm gì ngồi đây? Hả? Bán đồ hả? Rồi bà mắt bà sao rồi? Mắt bà mù. Bà có chạy. Giữ xe chưa? Đó, hướng này mới sung nè. Xa của bác chị đó là chánh điện ha. Đây là chánh điện thì hướng này cũng rất là đông bà con buôn bán đến đây để buôn bán. Thì cái này là em đi thông báo một vòng ở ngoài gửi đến cô bác chị ha, không tiện là không vô trong được tại vì nhạc nhiều quá. Em quay cũng như cái khung cảnh ở ngoài gửi đến cô bác chị cũng như bà con đến đây buôn bán. Đó là chánh điện chùa. Ô nhạc nữa rồi. Nhạc. Hên quá.
thì trước mình của bác chị là cũng như bà con đến đây để buôn bán rất là nhiều luôn ha. Ồ, hai bên đây là hai bên dãy quần áo buôn bán ha, đây có trang sức này nọ luôn ha. Ồ, thì đây có những cái trò chơi cũng như là các bà con ở xa đến đây để buôn bán. Trước màn hình của bác chị là đường này ra quốc lộ luôn nè. Quá trời, hai dãy này buôn bán đông quá. Có đó, trời bong bóng trò chơi nè. Ở đây là bánh tráng nướng, à, cúc nướng hả anh? Bánh tráng Tây Ninh hả? Anh từ đâu tới? Ủa Tây Ninh luôn. Ủa anh được thông tin rồi anh xuống đây hả? Đi bán lễ thường xuyên á. Ờ anh đi tới bán lễ, trời ơi anh từ Tây Ninh xuống luôn. Từ Tây Ninh xuống luôn nè. Tây Ninh luôn á. Ờ. Ờ chào, mới lại lại hả? Lại mấy bữa hả? Ở Tây Ninh ở bên chùa Ô Chum qua luôn. Ờ ở bên Ô Chum mà mới dời qua đây luôn ha. Anh đi bán lễ hội ha. Đây có những con thú ha. Tây Ninh mà bán tới sẵn qua chùa Ô Chum mà lại đây luôn á vậy. Đây bánh tráng Tây Ninh. Ồ đầy đủ hết trơn. Thì ở đây là cái khu cũng như là bãi bãi giữ xe ha cô bác chị. Đây là chỗ bãi đậu xe của em mình phía bên kia. Đây nè quay đó. Đó bãi thì mới mong nè. Đó bãi giữ xe đó. Ồ đó. Đặt ở chùa đây tại xuống này là nói vậy. Đường này cũng rất là bể đi luôn, thoáng. Đây là hướng này là hướng thì trước màn hình của bác chạy là cổng chùa đó ha cô bác chạy. Đường này đường vào chùa nè. Hai bên đây buôn bán cũng rất là đông. Thì dài dài đây là giữ xe không ha cô bác chạy. Mát mẻ. Mát không chú? Mát. Ờ chú ở đâu tới? Tôi ở Trà Cuông. Ở Trà Cuông Mỹ Xuyên mình đó hả? Ờ. À, chú lại đây chú buôn bán hay vậy? Bán nước mía đồ nhậu. Ờ bán nước mía đồ nhậu luôn ha, chỗ bãi này luôn ha. Ờ im. Êm ngon, êm luôn ha, ngon. Ngon. Mát mẻ. Điểm này là em đi dạo một vòng gửi đến cô bác chị cũng như là chỗ bãi đậu xe kinh hết. Chỗ buôn bán luôn. Đây là những điểm buôn bán với chỗ đậu xe. Thì ra tới đây là vắng rồi. Đó, thẳng màn hình thẳng của bác chị là đường vào từ quốc lộ ngã vào ha. Thì ở trong chùa nhạt quá trời nhạt. Giờ em đảo ngược. Không, cũng không có mưa gì đâu. Ờ, bãi giữ xe. Đây là bãi giữ xe ha. Ủa, trai. Giữ xe gần đây luôn ha. Đây vô chùa có mấy bước tới rồi ha. Ồ, trời chuyển mưa. Trời chuyển mưa quá trời luôn à. Bịt trời luôn. Đây là những bãi đậu xe cũng như có buôn bán đầy đủ hết luôn ha. Thì đây là những cái cầu để qua. Nhà sư cũng tạo một tiện đường cho bà con cô bác đến đây để các vị Phật tử đến đây để đi ha. Đó cô bác chú đang đào chỗ giữ xe. Chỗ này rất là đây cũng có bãi giữ xe. Bãi thôi á, kìa coi nó.